Nhóm Hảo Quý miền Tây xin gửi lời chào đến tất cả các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới an lành nha. Này là bông hẹ các bạn. Thì hôm nay mình đi ra ngoài vườn này mình hái bông hẹ vô để mình xào thịt bò các bạn ơi. Ở đây là nguyên cái khu này là trồng hẹ với hành là nhiều các bạn. Hẹ thì người ta trồng người ta để lấy bông nè các bạn, lấy bông bán nè. Mình đi ra mình hái bông hẹ vô mình xào thịt bò. Thịt bò ha. Bông hẹ mà mình hái vô mình xào ăn liền ngọt lắm nha các bạn. Ta mình xuống nhà sang chơi nữa các bạn. Nãy nhóm mình làm bò xào bông hẹ, thấy sao ha? Bò né. Bò né để bông hẹ vô hả? Ừ. Bò né để bông hẹ, còn cái này là sừng xương que, mua ốp sả tế nướng. À đây là bác Út nè, đây là mẹ của Sơn nè, cả nhà. Chào cả nhà Út ơi. Chào cả nhà. Tới sao đen không cả nhà? Cầm thuốc hút luôn này kia, thấy không? Ghê không? Sườn đó mình ngâm muối rồi nghe cả nhà. Đây là gan bò, còn kia là miếng thịt bò. Thịt bò đã sắc rồi. Nhà Sơn ở đây cũng ở quê nha các bạn. Sơn có vườn nhãn. Trái quá trời luôn nè. Đặt một ca hả là 1 triệu một mâm. Hơn nữa. Dễ gì mà 1 triệu. Đây cái bộ ngót này các bạn. Bấm đi. Rửa chưa? Rồi. Đâu? Vậy hả? Mà sau này nó mọc nó lên hết trơn mình đâu nó lên cái đầu á nên 60 tiếng mà không có. Lên rồi đâu có đầu. Còn nó già thì nó bụi. Cái này mình bắt đầu mình ốp sườn xương que nè cả nhà, mình ốp sả tế đặng hồi mình nướng nha. Đây mình có thịt bò nãy đâu rồi ông Trung hả, ấy ra cho nó ốp luôn hả? Thịt bò cho nó ốp luôn. Cái này mình có sườn nè các bạn, mình ốp với sả tế nè, còn cái bông hẹ này một chút nữa là mình làm bò né nha các bạn, rồi mình để bông hẹ vô. Ở đây mình có mấy trái đu đủ vườn nhà nè, vừa đu đủ chín cây luôn nha các bạn, ăn ngọt lắm, chút nữa mình ăn tráng miệng ha. Còn cà na thì để chấm muối ớt cho mấy ông nhậu, mấy ông ăn chấm muối ớt lai gai. Còn này hai hũ sa tế để chút nữa mình ớt với sườn xương que nè. Còn đây thịt bò này mình để chút nữa mình làm bò né nè, còn cái gan thì mình xào nữa các bạn. Cái này là mình để xả nè. Rồi mình để xương que vô.
xong mình để hủ sa tế vô nha các bạn. Ớt một hủ, hai hủ sao? Hủ thôi hả? Để vô thêm ớt, thêm miếng tỏi. Đúng hả nè. Vậy là cái sườn này là mình ớp sả tế vô nghe cả nhà, rồi xả nè, xả tỏi với đường bột ngọt. Để cho nó thấm nè cả nhà. Ớp khoảng chừng tại vậy cũng 1 tiếng cho nó thấm nè cả nhà. Đó, đây, sao chụp mình nó vậy? Sao này anh em dòng họ đó. Cái này ớt tới gì sao? Không biết rồi, xương nhà quay. Là làm cái gì? Cổ là mới ăn được. Hay quá. Giọng nạo vô. Ủa mất tiếc cái bữa cái gồ trời. Bỏ đóng cái gồ. Hồi tới tôi coi á. Từ mất mới nó quá. À, trời cái quá trời mồ. Hả? Mới nó ba. Ủa nó báo rẻ 1,5 kg đó. Ai mua mà thôi. Cái kiếm mà nãy em mới vậy. Tao. Đừng. Nãy đã cái kiếm hay em à. Không có ngủ thôi. Nó kêu em nghe nó mới về. Sáng lại đi đầu. Trời, cục hơi kêu cái gì. Nó quay một lúc cho mà bông lộng á. Gì nữa khách xuống. Biết gì. Thôi mời nhiều rồi, tôi đâm đi. Tôi đâm tới giờ đó. Bữa ấy có xe 7 chỗ quen 2 chồng đó. Xuống nghèo 10kg quay 11kg. Bà Tư lãnh giá 38. Bữa đó tôi đi nhậu. Nó điện tôi không bắt máy rồi. Nó điện mấy bạn gặp bà Tư 2 chồng đó. Cái gì? Cái này mình ốp bò né nè các bạn. Này mình để vô bột ngọt nè, tỏi nè, nước tương nè. Đây đường. Dầu hào nha các bạn. Tự nhiên đi. Đạo diễn ta làm gì cả ta. Này ngủ dương hả? Còn mấy ông muốn làm gì làm. Bộ mẹ xảo gì? Đó. Hãy xào gan bò nè. Đúng rồi nè. Trời, món này màu bén nè ba. Cái nấm kim chi đó để làm cái gì sao? Bò thì không biết là nướng đâu, biết làm gì thì đâu. Mẹ đó. Bạn á, bây giờ ông bạn á, chứ mà ông bạn. Cái này ốp thêm sa tế nữa nghe nha. Để làm món bò né cho nó cay cay cho nó ngon. Nó chảo là đó không hả? Đó sa ấy á, chung dĩa hả? Cái chỗ nó trước mặt ông bạn á, cổng tránh đó, đó mà nó khám bên đây nè, cái đường cổng vô bên đường Tấn Đạm. 4:30 ra bà bảo vệ mới mở cửa. Mày mà để thịt bò vô ốp rồi nha. Mở cửa mà đi cái mùa Covid kìa, ông ấy đi kìa đó đi mùa Covid. Vô nó bắt mà chết đưa cái máy vô chụp mà quay gỡ vô số còn hả. Đây thành viên mới nha cả nhà, mới chưa bỏ thành viên mới nha. Là chưa cái á. Cái đây mình để vô miếng mỡ thơm rồi nha. Cũng gì trời đâu thiếu rượu gì trời rồi. Cái này mình xào gan bò các bạn ơi. Cái này mình lấy tỏi cho nó thơm lên này nè các bạn. Lại cho chỗ gà này mình đốt than lên để chút nữa mình nướng sườn á các bạn ơi. Mà dầu cũng đã nóng rồi, mình để gan vô mình xào các bạn.
này mình xào gan cho nó săn lại các bạn. Này mình nêm nếm gia vị vô các bạn, mình nêm muối đường một ngọt nha. Đó gì? Dầu hào. Thêm miếng dầu hào nữa nha các bạn. À, mình đúng cách mình mới để vô, còn cái thơm mình không để. Này đúng nha, dầu mè nữa nè. Dầu mè hay nó thơm. Đọc kêu. Dầu mè thơm. Đổ vô thêm miếng nước lọc nữa cả nhà. Cái tàu chuối lóc xuống rồi quay. Đồng cắt đi. Cái này mình để ớt chuông với bông hẹ với hành. Với hành tây vô luôn nha các bạn. Đúng tiêu hả? Tiêu. Đúng tiêu cho thơm luôn các bạn. Rồi mình nêm nếm lại cho khẩu vị vừa ăn của gia đình mình nha các bạn. Rồi món ăn đã hoàn tất các bạn ơi. Đây là thịt bò mình để nén nha các bạn. Còn cái này là gan bò xào với bông hẹ nha các bạn. Với ớt chuông. Cái này là sườn siêu que nướng. Rồi mời các anh em vô đi. Bữa nay mình nhậu văn giả đồng quê bữa các bạn ơi. Đi xuống nhà của Sơn nè, đi ra ngoài vườn nó nhậu nè. Qua đây nè, qua đây nè. Qua đây không có ghế nè. Chỗ nào cũng ngồi đó. Đâu có kịch bản trước có được. À, bữa nay nhóm hảo quý miền Tây của mình đi xuống dưới nhà Sơn chơi nè các bạn. Cũng nhậu văn giả giữa đồng nghe các bạn, ở giữa vườn có nhà Sơn các bạn. Nhóm hảo quý miền Tây của mình cũng mời cả nhà luôn nghe các bạn. Mời cả nhà. Dạ. Ngoài nhóm mồi biết rồi. Lấy cái đất rồi coi coi. Đây là cô hai cô của Sơn nha các bạn. Cũng 70-80 đó các bạn ơi. Nó còn khỏe lắm á. Cái gì? Cái này bao uống à. Cấp lấy vậy thôi. Ủa, sao tới đây. Này đi sớt qua để lên mấy đi. Ừ. Nữa đi cho để lại. Ừ. Cấp xong tới. Bà hai mà. Sao nó đang rửa mấy cái đồ dơ các bạn. Nó sợ mẹ nó rửa rồi mệt. Ra nó rửa xong rồi nó qua. Bây giờ mình ăn cái món nướng đi chứ hả? Xào nướng là mình để là xào hả? Món xào trước nè. Dạ, món xào trước ha. Xào lọc cẩm. Sao wow. Anh Tèo cho ý kiến về món tà, món xào ngon không? chưa lấy từ từ lấy. Từ từ ha, từ từ ha. Mình nói thưởng thức mới được. Chưa ăn đâu. Ngủ Đà Lạt uống khà quá. Uống khà quá hả? Không quê cái rượu đó chắc có ngâm rắn hổ gì với khè dữ vậy. Ngon quá. Món đặc quê. Vô. Vô bồ ơi, ngon quá bồ ơi. Ngon quá bồ ơi. Ngon quá bồ ơi, vô. Cái dĩa lóc nữa nè. Hình như còn ở trong cổng chưa đem ra gì. Đúng rồi. Đem ghế rồi. Tiếng nghe chơi dừng cho đẹp. Hai chân kiểu. Đang đẩy hơn chứ. Nó qua mới hỏi bưng cái nồi của tôi vô. Dạ. Ngồi ăn có ăn ăn. Dạ. Cái nồi gì? Cái đất. Ở đây đất đóng mà không trồng cái ớt hả? Đúng rồi. Cái bẻ ớt. Về coi tôi dữ vậy. Sơn ơi. Từ từ nó làm đi. Nó bỏ thì ớt vậy. Sơn ơi. Trồng cái khác đó. Cái ớt mà chim nó ỉa tự nhiên rồi nó mọc lên kìa, nó có chầm đâu đó. Nè nó mọc cây cây nó. Ừ. Đó. Lộn số.
Tôi để ý mày lần nha. Ai biết. Vô cơm hả? Cơm hết liền đi luôn. Bưng được cơm ra luôn không? Đó à. Uống đi. Vô. Không bập 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 bập. Ăn đồ chấp chấp đồ ghê nghe đồ. Mấy thả thả đồ cho cay rồi. Mấy ông ăn rồi, mấy ông làm bộ ăn nuốt rồi ngay rồi gõn gõn lên. Chuyện nó ăn rồi nó ngay góp 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 nó ăn bả cái đồ tươi sống á. Quay cái này là ai mà quay vụ bánh tráng hốt có cái clip mà có clip hai thằng nhỏ đó thằng nhỏ đang ăn thằng khói không như là con cua biển hay gì hay là con ghẹ vậy đó con nhận nó bẻ ra gì nó bắn bụp cái ngạn nó nhai nó nhai mình nhìn nó nhai cái miệng nhìn nó nhìn cái miệng bắt hẹp cũng chết luôn không cho thằng chung chẳng nhau đấy nó thằng ấy đi ra liền giang đem hai đũa cho con này gấp gấp coi coi sự nướng chín chưa gấp cho bột một cục kè bột cái này ngon bột ăn là không có giờ đất. Dạ. Cái sườn mà. Cái lỗ đâu? Uống với hàng. Không, ấy bà né nè, chút nữa bà né nè. Đưa cho bà Tử uống rồi quay đi. Vô Úc ơi. Úc mà cả nhà, Úc mà cả nhà, mà cả nhà. Rồi, cảm ơn cô Úc. Chúc cô Úc trăm năm vạn thọ như. Chúc cô Úc trăm năm vạn thọ chứ đừng chúc cô Úc có chồng nha. Dễ gì. Dạ hả? Cô hai ăn đi cô hai. Cô hai ăn miếng đi, ăn miếng cho vui đi cô hai ơi. Ăn miếng cho vui đi. Cái có cái người gì ở người ngoài đó, người mượn gì đó. Bà đó 65 tuổi ưng lấy thằng đó có 28 tuổi đó. Ừ. Trời ơi. Thì đó. Nó muốn lên Bluetooth rồi đó. Đâu lên luôn mà chắc giận như mấy người. Ốc ốc như vậy nè. Ba thằng chồng nói cái này mà bị lên đài là chi đã luôn. Để mua cái bộ. Đó mà. Đây, lấy cho cô ăn ngon miệng đi. Đừng có rửa tay. Thấy miếng cục nó đi. Bà thấy cái cục nó đi. Trong cái nhà giống như cái chầu vậy. Đúng giờ đây là có giàu có gì đâu. Biết có giàu không mà thằng này mới 28 tuổi chưa làm chồng biết. Uống đi, ngồi. Mày cái thằng này nè, thằng này nó dạng như nếu chị mà đi cái giàu rước dặn á. Rồi thôi, lấy làm cái gì cũng được. Đi mò á, đi quay kìa. Nóng còn nghe, không nghe, ta để nó nóng luôn nghe. Nóng rồi. Ủa rồi sang chạy đâu tôi ơi. Tàn ơi, ở đây trời sướng là cái gì vậy? Ê nè, trời cũng sướng mấy không? Có cục xương này cho thằng Lu này coi. Tại đứa con mấy này còn chở ăn mẹ chứ không đập đầu quá hơn. Không con nào cái 2 3 kg lô thịt ăn của người ta không. Ăn hết trơn. Tôi uống nữa không? Hay là uống thôi. Còn 12 con, 12 ba con. Là máy gì? Dạ, ai bán? Ai bán? Trong nhà chống nuôi chống. Không bán hả? Có biết đâu rồi đó giờ có bán đâu. Con nhiêu lớn chưa? Con chỉ từ cái rưỡi cái 6 vậy mày. Mày nó chưa chịu chống nghe không? Dạ. Rồi giờ bán nguyên bị đó, mẹ nó nhiêu tiền mẹ. Lô. Tôi gạo dưới nuôi dưới chà la. Lô. Cũng lại lên tôi gạo tôi thả ra giờ. Bây giờ có ăn được cục xương nào không? Kêu qua mày đổi chỗ đi. Lô. Qua đây cho. Lô à. Bây giờ có ăn được cục xương nào không con? Nhìn mặt cái thương không? Một miếng ngũ dư hương vậy nữa. Có đẩy được mà nãy ngon bọng luôn mà. Đẩy vô luôn á. Ừ. Rồi tắt. Là mày mua sườn mới được. Sườn á. Là mới có thịt ăn. Còn cái này không có hộp nào. Thịt này sườn nè. Cái này là xương que, cái này là xương que. Là không phải là sườn. Xương que. Không màng sơn nó ốp ngon. Nó có thịt. Tại vì hôm đó biết sao đi vô ông sáng. Cái đi vô ông sáng á. Qua đây nè, quay chỗ tôi. Lâm ra chở. Rồi rồi đậu bên tại anh Tân không mấy không mà ốp đúng rồi ăn dọn cơm vậy đó là nhỏ lắm bữa nay em dặn như ngựa đi vô khỏi ốp thì em mất là mai lại sáng bên nướng lèo hả không bây giờ ốp đàng hoàng mà nuôi mình đựng ốp ốp sẵn cho mình á mình không chịu mình kêu mì khô khoảng chừng 50 mét rồi áp cái bao quyện trái xuống đó chân chỗ bán nước á. Chủ nhật thứ bảy rồi có mấy cái tour hợp đồng đi về quê đám tiệc không? Vậy bữa nào anh chở tôi lên đi xuống dưới về kinh xuất khẩu chơi bữa thôi nào? Được thôi. Tại giờ tiếp nè. Đây giới thiệu anh Tèo luôn nghe các bạn chứ hả? Anh Tèo là nhận xe hợp đồng nghe đi du lịch đồ này kia đi, là anh Tèo nhận nha. Cho số điện thoại đi. 0908 tiếp 825
228. À gặp anh Tèo ha. Tony Tèo. Tôi có nói thêm Cà Mau không chẹn. Chạy xe hợp đồng. Từ 16 tới 7 chỗ. À. 30 không có, không có bằng lái. Từ 16 đến 7 chỗ. 16 tới 7. 16 trở lại. Chứ kêu kêu đặt ở đây à, anh ơi. Bây giờ tới 4 quán rồi. Giá cả là hợp lý nha cả nhà. Giá cả theo bà con người ta. Coi cái này chính mình gấp xuống đi để hồi nó. Giá cả thỏa thuận theo khách hàng chứ không phải là do mình. Lấy cái dĩa. Để lấy dĩa này gấp ra nè, chính này nè. Gấp lên hết rồi. Vụ đu nó ha, tao thì đóng tao rước cũng chính ra. Đóng rồi, tao biết vụ rồi. Rồi nó nhấp hết ra cái gì em lại ơi. Còn. Đấy. Tao thấy mạnh lắm quên. Còn từ đừng đâu. Hồi tối nay em coi cái clip anh nó biết anh với đồng nghiệp đó ngồi bên đó đó. Anh ngồi bên đây, đồng nghiệp ngồi bên đây. Á dạng có đèo mà đi sắm nó đèo. Mấy đâu bóp đèo chưa đèo. Không có biết đó. Chi. Qua đây con. Nó gặp thằng dân cũng cái tối này già. Qua đây nè. Nhưng mà anh thấy không cảm thấy vui ha. Vui không đồng về vui. Không mà công việc là công việc, áp lực là áp lực. Nhưng mà có thời gian được. Phải có cái tư tưởng. Không à. Kéo quán cơm nè, cái xong má mấy gài nó báo nhậu hoài. Quý á đất à. Ừ. Quý á thương dễ thương. Ừ, chưa được. Không nó cháu một mối. Nè, giờ nó chuyện cho con nó ăn nhậu nữa.